Chào các bạn, tôi là Nguyễn Đức Hóa, chuyên viên tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật tech lab của công ty Clear. Hôm nay tôi rất vui được giới thiệu cho các bạn một series mới của chúng tôi được thiết kế để giới thiệu cho các khách hàng là các user tech lab của công ty chúng tôi về các tech lab extension trên tech lab Warehouse. Ở trong series video này chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các user cách sử dụng các cái tool hay trên tech lab Warehouse mà chúng tôi sưu tầm và biên tập với mục đích là để nâng cao chất lượng và giới thiệu thật nhiều các cái bộ tool hay cho các người dùng tech lab ở Việt Nam. Rất là hy vọng sẽ được các bạn ủng hộ. Xin cảm ơn các bạn. Chào các bạn, series đầu tiên của tutorial về tech lab extension của Clear, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về tool SquareCut. Tool này được tải trên Tech Lab Warehouse của Group Chimbo Solution Corporation ở phần Steel. Của tôi gặp một số cái vấn đề đó là khi mà gặp những cái thanh xiên, thanh thép hình hoặc là những cái tấm xiên thì chúng ta muốn cắt cái tấm cái thanh thép hình này xuyên qua cái tấm plate thì nó đòi hỏi chúng ta phải cắt vị trí vuông góc. Nếu bình thường chúng ta không có cái tool này, chúng ta sẽ phải dùng lệnh Part Cut. Mà khi chúng ta dùng lệnh Part Cut thì nó sẽ cắt cho chúng ta một cái Part Cut như thế này. Các bạn thấy đi. Khi nó sẽ cắt cho chúng ta một cái hình xuyên theo cái ống này, thì khi đó là không đạt yêu cầu mà khách hàng là muốn cắt vuông góc và theo cái phần dao của cái thanh thép hình này, thì khi đó cái tool squaring cut này sẽ giải quyết được cái vấn đề của các bạn. Ở đây sau khi chúng ta sẽ vào Tech Lab Warehouse, chúng ta vào phần version để tải cái file mới nhất của tool squaring cut này trên Tech Lab Warehouse. Tool này hiện tại có thể hỗ trợ cho tất cả các version từ 2016 đến 2020. Sau khi cài xong thì các bạn vào phần Application and Component của Tech Lab Texture. Chúng ta sẽ gõ Squaring Cut. Thì chúng ta click đúp cái biểu tượng của cái extension này lên trên. Thì giao diện của nó như này. Rất là dễ sử dụng thôi. Thì cái phần tool này dùng như sau. Chúng ta sẽ click vào dấu tam giác đây và pick vào đối tượng là sẽ bị cắt chính là cái bản mã này, và pick vào cái đối tượng sẽ cắt nó, và chúng ta sẽ click chuột giữa. Ở đây tool sẽ tự động tạo cho chúng ta một cái lét cắt, mà lét cắt này nó sẽ là vuông góc với cả cái vị trí lát cắt của thanh thép hình đi qua đó. Rất là dễ để chúng ta thao tác. Bình thường nếu mà chúng ta không có cái tool này thì sẽ khá là khó để xử lý cái trường hợp này. Ngoài ra, tool cho phép chúng ta là nhập cái phần khoảng hở ở đây. Ví dụ tôi để là 10 ly. Thì khi đó cái khoảng hở này sẽ được tạo ra và giúp chúng ta xử lý cái phần va chạm này rất là dễ dàng. Khi chúng ta mô hình với Tech Lab Texture mà gặp trường hợp mà cái thanh xiên mà đâm vào những cái bản mã hoặc là những đối tượng khác, chúng ta cần phải cắt mà có cái khoảng hở mà cần cắt vuông góc cái tấm này, thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái tool Squaring Cut. Rất là hy vọng sẽ các bạn sẽ sử dụng cái tool này vào trong công việc và đáp ứng được cái nhu cầu công việc cho các bạn.